Thưa quý vị, chiều hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới. Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Thị Thanh Hương đã gửi lời chúc mừng năm mới vui tươi, hạnh phúc đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn, chia sẻ những khó khăn của người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Đồng thời mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho những đối tượng này, qua đó giúp họ có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Dịp này, đoàn đã trao tặng 10 phần quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Điền A và thị trấn Mỹ Luông, với mỗi phần quà 700.000 đồng và 30 phần quà, mỗi phần quà là 500.000 đồng tiền mặt cho 30 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn thị trấn Mỹ Luông. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cũng đã trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.